YouTube. Happy Monday. It's your girl, Leah, and we're back with another video. I'm about to go get my nails done. Well, my feet done. Not my nails, my feet, my pedicure. So y'all stay tuned. Don't go nowhere. And we'll be back. All right, guys, I'm about to get my feet done. I'm sitting here waiting on my girl to come from the back so she can start on these toes, baby. Because it's been too long. It's been too long. And these toes is weak. They ain't that bad, but it's time. Thank you.
Thank you.
Kim. Dạ. Nói về món bột coi. Món bột nó đấy, sống trên đất à. Hãy rớt lại mắt của nó để đứt ra này. Để mình nó còn ướt quá, mình gọi xuống nó đêm nữa đêm. Đi đi đi, nóng không nóng ấy. Đêm nó đang rửa cúp chỗ đấy chứ. Rồi, để cái miếng giấy vô đây mình chọn cho nó dâng. Chìm chìm. Nó cứ nó chạy. Nó chạy. Tết rồi. Không đau chân rồi. Quá đẹp rồi. Đi dạ, dòng dòng. Làm cái chân tôi chưa ra mà bà làm full set và nôn cái gì bà ra đi chờ tôi với chờ tôi chưa nhớ đó.
Oh, yeah.